Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Kính thưa quý vị, chương trình Sự thật online của chúng tôi ra mắt chương trình đầu tiên xin được giới thiệu với tất cả mọi người. Đúng với tên gọi của nó, những người làm chương trình mong muốn có được những thước phim lột tả những gì là chân thật, là sự thật của Đạo Phật dưới góc nhìn của khoa học. Nếu như trước kia, cụm từ tinh hoa Đạo Phật, cái mà được người ta coi là điều quá xa vời, hoặc có chăng là thứ mà chúng ta biết nhưng không thể hiểu nổi, thì giờ đây, dưới lăng kính của sự thật online, mọi thứ như được phơi bày ra ánh sáng. Tinh hoa Đạo Phật sẽ được trả về đúng vị trí và giá trị của nó, vốn bị bao phủ bởi lớp bụi bùn thời gian ngót hơn 25 thế kỷ. Kính thưa quý vị, số đầu tiên hôm nay của chương trình Sự thật online, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị với chủ đề Đi tu. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời. Đầu tiên là anh Nguyễn Thành Tài, đến từ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Và chị Uông Thị Kim Tuyến, đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đây là số phát sóng đầu tiên của chương trình Sự thật online, một chương trình hoàn toàn mới lạ với quý vị khán giả. Có thể nói, chúng tôi cũng đã gặp chút khó khăn để lựa chọn ai là vị khách mời đầu tiên trong danh sách rất nhiều khách mời dự kiến. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn anh Thành Tài và chị Kim Tuyến đây, bởi lẽ chúng tôi có tình cờ xem được cái video của anh chị về Đạo Phật, thấy những lời phát biểu cũng như nỗi băn khoăn, trăn trở của anh chị phù hợp với chủ đề trong số ra đầu tiên của chúng tôi. Xin được bắt đầu câu hỏi đầu tiên của chương trình là thưa anh chị, thì theo anh chị thì tu là gì ạ? Xin mời chị Kim Tuyến ạ. Thì theo tôi á, chữ tu có nghĩa là chuyển hóa bản thân từ vô minh đến sáng suốt, tức là đi tìm kiếm, khám phá cái con đường để mà đưa đến hạnh phúc và an lạc cho chính mình. Thì ngày xưa cụ Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng có câu là tu là cội phúc, tình là dây oan. Thì như chúng ta thấy á, tu là cội phúc vì mình đang đi tìm cái con đường vượt qua phiền não trần lao nghiệp chướng, cũng như là những cái nỗi khổ niềm đau, để đi đến cái trạng thái phúc lạc tự tại của bản thân. Dạ vâng, vậy thì theo anh Thành Tài thì tu là có nghĩa là gì ạ, thưa anh? Theo tôi á, cái chữ tu nếu mà nói theo cái nghĩa rộng á, có nghĩa là mình sửa chữa. Ví dụ như là cái nhà, chiếc xe hay bất cứ cái gì mà có hình tướng mà nó bị hư hỏng á, thì mình sửa chữa nó lại, cũng có nghĩa là tu bổ lại. Còn nói về đạo á, cụ thể là Đạo Phật, tu á, nó cũng có nghĩa là mình chuyển hóa những cái xấu nó tốt đẹp hơn. Có nghĩa là cái gì mà xấu xa, nhơ nhớp như là thân, như tâm của mình, mình cố gắng dụng công để chuyển hóa, để đạt được cái mà mình mong muốn, được gọi là thành tựu. Cho nên mới có các danh từ như là tu thân, tu tâm, tu thực, tu hành hay là tu tập, vân vân. Người tu á, không chỉ tu một đời này mà có thể đã tu nhiều đời trước rồi, và cũng có thể là đời sau lại tiếp tục tu tiếp nữa. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai mà chương trình muốn đặt ra anh chị với lại anh chị đó là, theo anh chị thì tu á, thì mình có cần phải xuất gia không ạ? À? Xin mời chị Kim Tuyến đầu tiên ạ. Thì theo tôi á, thì tu cũng không hẳn là phải xuất gia, bởi vì người ta ở nhà cũng tu được vậy. Chính vì vậy mà mới có danh từ là người tu tại gia, hay còn gọi là cư sĩ. Dạ vâng, còn ý kiến của anh Thành Tài như thế nào anh? Thưa anh. Chị Kim Tuyến đây á, thì nói cũng đúng. Dạ. Mà nếu mà hỏi tôi á, là đi tu có nhất thiết là phải xuất gia hay không, thì tôi cũng khẳng định đi tu là khái niệm dành cho người xuất gia. Còn nếu mà hỏi tu á, có nhất thiết là phải xuất gia hay không, thì tôi cũng đồng tình với ý kiến của chị Kim Tuyến. Đó là tu không hẳn là phải xuất gia. Người ở nhà hay ở bất cứ nơi đâu, mình tu vẫn được. Dạ vâng. Vậy thì theo như ý của anh Tài thì tu và đi tu á, thì theo anh thì nó khác với nhau. Thì theo anh thì đi tu á, thì có... Đi tu là xuất gia, vậy theo anh Tài thì cái ý nghĩa của từ xuất gia thì nó như thế nào ạ? Vậy chị muốn tôi trả lời cái từ xuất gia này theo cái nghĩa đen thông thường hay là cái ý nghĩa sâu xa?
Dạ xin anh chia sẻ trước cái về nghĩa đen của từ xuất gia như thế nào cho anh. Nghĩa đen trước đi. Theo nghĩa đen thông thường á, thì cái từ xuất gia này nó có nghĩa là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi cái ngôi nhà thế tục của mình đang sống đó. Dạ vâng, còn cái ý nghĩa cái sâu xa của nó là như thế nào anh ha? Cái ý nghĩa sâu xa là nó có hai cái ý nghĩa. Dạ. Ý nghĩa thứ nhất á, đó là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi cái ngôi nhà phiền não. Còn cái ý thứ hai á, đó là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi cái ngôi nhà tam giới. Dạ nhà phiền não và nhà tam giới, sao tôi nghe cái danh từ này nó lạ quá, xin anh giải thích giúp ạ. Đây cũng là hai cái ý nghĩa sâu xa, cũng gọi là hai cái cấp độ cao hơn của người xuất gia mà đúng nghĩa. Dạ vâng. Thứ nhất á, là nhà phiền não, nó chính là vô số những cái phiền não của bản thân chúng ta. Người xuất gia nào mà sống mà không còn bị phiền não chi phối mình nữa thì mới được gọi là xuất phiền não gia. Còn ngược lại thì họ vẫn còn đang bị cái ngôi nhà phiền não trói buộc. Những người này không thể gọi đúng nghĩa là xuất gia được. Thứ hai là nhà tam giới. Đây cũng chính là cái nhà lửa mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng có dạy là tam giới vô ăn, du như hỏa trạch. Tam giới thì gồm là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế giới hay quả địa cầu chúng ta đang sống á, nó luôn dao động và không an ổn. Nó thuộc các hành tinh tứ đại của dục giới. Đức Phật cũng có dạy á, là chúng ta sống ở đây á, là như đang sống trong cái nhà lửa, đang bị nó thiêu đốt á, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây và từng sát na. Mà cái ngọn lửa này là cái ngọn lửa gì? Chính là cái ngọn lửa vô thường đó. Nghĩa là chúng ta đang sống trong cái thế giới vô thường này, luôn luôn biến chuyển, nên bắt buộc phải tuân theo cái quy luật là thành trụ hoại diệt, không tài nào mà thoát ra được. Cái danh từ tam giới này á, tôi cũng đã đi hỏi khắp nơi. Thế nhưng á, thì một vài chỗ chỉ biết cái trên danh từ mà thôi, chứ tôi cũng chưa thấy nơi nào mà giải thích cho thuận lý cả. Do đó thì tôi cũng xin khẳng định rằng hiện chưa có nơi nào mà biết đường thoát ra khỏi cái ngôi nhà tam giới này cả. Vì vậy mà người xuất gia đúng nghĩa theo lời Phật dạy, hiện tại thì tôi cũng chưa thấy ai. Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba mà chương trình muốn đặt ra đối với anh chị đó là mọi người thường hay nói cái câu đó là tu tâm dưỡng tánh. Theo anh chị thì ý nghĩa của cái câu này như thế nào? Dạ xin mời chị Tuyến ạ. À thì theo tôi á, là tu tâm hay là dưỡng tánh này á, là nó đều giống nhau. Có nghĩa là tâm và tánh của mình á, trước kia không tốt thì bây giờ mình tu và dưỡng nó lại để cho nó tốt hơn. Ví dụ như là trước kia tâm của tôi ích kỷ, keo kiệt, tánh của tôi thì hay sân hận, nóng nảy. Thì nay á, sau một cái thời gian tu tập, tâm và tánh của tôi á, hiện là đã biến chuyển tốt. Dạ vâng, còn ý kiến của anh Thành Tài như thế nào thưa anh? Theo tôi á, cái chủ đề tâm và tánh đây á, đối với tôi cái chủ đề này nó cũng không đơn giản chút nào cả. Nó rất dài dòng để nói về nó. Nhiều người á, mà dành cả cái cuộc đời tu hành mà khi hỏi đến tâm là gì, tâm đang ở đâu, thì lại chưng hửng, nhiều khi chết đứng như trời trồng. Ví dụ như là câu chuyện Tổ Huệ Khả, khi tâm của ngài không an thì đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma xin được pháp an tâm. Thế nhưng á, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi lại rằng đâu, ông đem tâm của ông ra tôi an cho, thì ngay lập tức Tổ Huệ Khả cũng bối rối, không biết tìm tâm ở nơi nào. Có điều gì muốn cầu xin? Cầu xin đại sư an tâm cho con. Tâm con bất an hay sao? Tuy con dốc lòng cầu đạo, nhưng có lúc tâm lại bất an. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho. Con không tìm ra cái tâm bất an của mình. Ta đã an tâm cho con rồi đó. Đó là cái chữ tâm là còn như vậy. Còn cái chữ tánh thì nó lại phức tạp hơn nhiều.
Do đó nếu mà có dịp nào đó thời gian mà dư nhiều á, thì tôi cũng sẽ trình bày rõ về cái nguồn gốc cấu tạo của tâm và tánh này. Còn bây giờ câu này xin cho qua. Dạ vâng, dạ. Dạ xin cảm ơn thành tài. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới anh chị đó là hiện nay thì mọi người thường hay có truyền tai nhau và hối thúc cái câu này là giờ mạt pháp đến rồi, mau tu đi kẻo muộn. Vậy thì theo anh chị thì cái câu này nó có ý nghĩa như thế nào? Xin hỏi ý kiến anh chị như thế nào? Xin mời anh Thành Tài chút. Câu này có lẽ chị Kim Tiến dành hơn tôi, nên có lẽ chị Kim Tiến trả lời hợp lý hơn tôi. Dạ vâng, xin mời chị Tiến. Thành Tài khiêm tốn quá. Thì như mọi người cũng biết rồi, đây là cái thời kỳ mạt pháp, là thời kỳ đầu của cái thời mạt pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đã đi vào cái giai đoạn diệt tận. Nhưng mà nói đúng hơn là giáo pháp của Đức Phật dạy nó vẫn là nó, còn diệt hay không là do suy nghĩ và hành động của con người chúng ta mà thôi. Chính vì vào cái giai đoạn diệt tận như vậy cho nên người ta mới kháo nhau là tu đi kẻo muộn, tức là mau mau đi tìm con đường tu để mà thoát ra khỏi cái nơi này đi, sắp chết đến nơi rồi đó. Thì theo tôi ý người ta muốn nói là như vậy. Dạ. Vậy còn ý của anh Tài như thế nào anh? Tôi cũng hoàn toàn mà đồng tình với ý kiến của chị Tiến rằng là muộn rồi đó. Dạ. Lo mau mau mà tìm đường tu để giải thoát đi. Nhưng tôi thấy nhiều người á cứ bảo nhau tu này tu nọ, nhưng câu hỏi đặt ra là tu đường nào để giải thoát, mà trong cái muôn vàn cách tu hiện nay đây. Dạ. Trên thực tế á, thì nhiều người tu hiện nay thậm chí còn không định hướng được cái chữ tu là để làm gì. Như vậy theo tôi là rất nguy hiểm và đáng báo động. Ồ, vì sao vậy thưa anh? Tại vì cái bản thân người tu đó ban đầu là đã không biết được cái mục đích tu của mình là để làm gì rồi, mà lại còn bị xúi tu đi kẻo muộn nữa, thì chị thử nghĩ coi, đây không được coi là nguy hiểm thì gọi là gì? Tôi cũng dẫn chứng cho quý vị thấy rõ là như Đức Phật có dạy trong kinh Người Bắt Rắn rằng cái người xuất gia đi tu là giống như là đang bắt rắn vậy. Nếu khéo thì bắt được con rắn, còn không thì sẽ bị con rắn cắn. Thật tình thì tôi quá nể phục cái trí tuệ của Đức Phật, vì Ngài đã đưa ra một cái hình ảnh ví von rất hay, chính xác và thực tế. Dạ, vì sao vậy anh nhỉ? Thế tại sao Đức Phật không ví cái người đi tu giống như người bắt ếch hay là những con khác? Dạ. Xin thưa là bởi vì ý của Ngài muốn răn đe chúng ta về cái mức độ nguy hiểm của cái việc xuất gia đi tu giống như cái người bắt rắn vậy. Rắn là cái loài cực độc. Nếu như cái người bắt rắn mà không khéo thì sẽ bị cắn chết. Cụ thể như nếu người tu mà không biết đường tu đúng chánh pháp mà làm sai thì sẽ bị lãnh nhân quả rất nặng nề, ví như người ở thế gian này biết lực mà phạm lực vậy. Xuất gia chân chính là một cái việc làm cao quý. Như ngày xưa là ở nước Ấn Độ, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, để vào rừng ẩn tu, mong tìm đường giải thoát cho chính mình và cho nhân loại. Còn ở Việt Nam, vào đời Trần thì có vị vua Trần Nhân Tông, ông cũng dám từ bỏ ngôi vua đi xuất gia mà giao lại cái ngai vàng để trèo lên núi tu, chỉ mong tu là cốt tu để thành Phật chứ không thành cái gì khác. Thật đáng cho người đời ngưỡng mộ. Ngày nay thì một người mà dám từ bỏ tất cả những việc thế gian để vào chùa mà mong tìm chánh pháp của Như Lai để học và giác ngộ, rồi sau khi giác ngộ thì đi giúp lại cho nhiều người, thì thật là đáng khâm phục.
Khoan anh Tài, xin lỗi anh và chương trình á, thì khi mà lúc nãy á, anh Tài vừa nói đến cái sự nguy hiểm của cái việc người tu bị mất phương hướng, thì tôi cũng chợt nhớ đến một cái bài viết được đăng trên báo Giác Ngộ Online ngày 4 tháng 7 năm 2020 với cái tiêu đề là đi tu là đi đâu. Mà hôm trước á, thì tôi cũng có dịp xem ở trên mạng, thì sẵn đây tôi cũng xin mạng phép đọc trong cái chương trình này để cho mọi người cùng nghe có được không ạ? Dạ được. Xin mời chị. Chia sẻ. Dạ. Tựa đề của bài báo trên như sau: đi tu là đi đâu? Hỏi đi tu là đi đâu nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này, vì thực tế cho thấy rằng có những người sau khi xuất gia rồi không biết mình nên làm gì. Có người ở chùa mấy mươi năm mà không ý thức được mình đang ở đoạn đường nào trên con đường mà mình đang đi. Trong bài viết nhỏ này, người viết xin ôm lại một vài lời dạy của Đức Phật ngày xưa như một gợi ý để nhắc nhau tu hành trong cái thời đại phức tạp này. Ngày nay, một người sau khi cạo tóc xuất gia thường được thầy tổ gửi vào các trường Phật học để học. Cứ như thế, học hết trường này đến trường khác. Có người học xong các chương trình Phật học rồi thì theo học các trường bên ngoài. Sau khi học xong, một số người trở thành giảng sư, một số đi dạy ở các trường Phật học. Một số người thì tổ chức làm những việc khác nhau như làm từ thiện, tổ chức phóng sinh, một số thì hầu như thất nghiệp, không có việc gì làm. Có lẽ vì vậy mà nhiều tăng ni đã theo học hết trường này đến lớp khác. Họ rất sợ không còn lớp để học, vì hình như ngoài việc đi học ra, họ không còn biết làm gì, học cho hết thời gian. Những cách học và làm việc trên đây thật ra không có việc nào gọi là tu đúng nghĩa, không phải là cốt lõi của sự tu hành theo lời Phật dạy. Muốn biết cốt lõi của Phật giáo là gì, ta hãy quay trở lại cội nguồn ban đầu của Phật giáo thì rõ. Bản thân Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi đó đi tu đều vì mục đích được giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Việc truyền bá chánh pháp chỉ thực hiện sau khi đã giác ngộ, đã chứng được một trong bốn quả thanh văn, hay chí ít cũng đã nắm được pháp môn tu và hưởng được phần nào hương vị giải thoát. Những người lạc quan cho rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay đang rất phát triển vì làm được nhiều việc, có nhiều tín đồ theo. Tôi thì không nghĩ như vậy. Ngược lại, tôi cho rằng chính những cái mà ta cho là đang phát triển đó lại là biểu hiện của một sự thiếu hụt bên trong. Điều này có thể hiểu theo hai cách: hoặc là do thiếu hụt bên trong nên người ta cố gắng làm cho cái bên ngoài phát triển, hoặc là do chỉ tập trung phát triển cái bên ngoài mà bỏ qua cái bên trong. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại trình trạng tu tập và hàng pháp của Phật giáo Việt Nam hiện nay, cần chú trọng trở về với mục đích và lý tưởng thật sự của việc tu hành, của đời sống xuất gia. Chúng ta đã bị lạc đường rồi, cho nên càng đi chúng ta đã xa rời với lý tưởng thật sự của người tu. Khi đọc về việc xuất gia tu hành thời Đức Phật, chúng ta thật sự hâm mộ và yêu thương cuộc sống ấy biết mấy. Sau khi xuất gia cho một vị nào đó, Đức Phật đã dạy họ phương pháp tu tập. Vị đệ tử ấy vâng lời Đức Phật, đã lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm để thực tập pháp ấy cho đến khi giác ngộ. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng có thể làm được việc đó nếu như chúng ta đủ can đảm, bỏ bớt đi những thành công bên ngoài, đủ dũng khí xả ly tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị. Một vị thầy sau khi xuất gia cho đệ tử, ngoài việc dạy oai nghi tế hạnh của người xuất gia, thì điều quan trọng là phải định hướng, hướng dẫn con đường tu hành, cũng như tạo điều kiện cho đệ tử tu hành để đạt được mục đích chân chính của người tu, tức là giác ngộ như Đức Phật đã từng làm. Như đã đề cập ngay từ đầu, chúng ta đi tu không phải để đi tìm việc làm, mà đi tìm sự giác ngộ. Chúng ta bỏ qua cả cuộc đời của mình vào chùa ở không phải chỉ để chuyển từ bán hủ tiếu mặn sang bán hủ tiếu chay. Việc làm thì có giới hạn nên sẽ có nhiều người bị thất nghiệp, nhưng tu hành để giải thoát là việc mà ta có thể làm cả cuộc đời. Giáo pháp của Đức Phật là để tu chứ không phải là để làm việc, và cũng chỉ có tu chứ không phải rao giảng suông.
mới làm cho giáo pháp của Đức Phật sống động giữa cuộc đời. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật để hối hận về sau. Mong sao những lời dạy tha thiết của Đấng Từ Phụ không chỉ là cái đẹp nằm trên những trang kinh Thích Trung Hữu. Dạ vâng. Quả thật thì khi mà đọc xong cái trích đoạn của cái bài viết này thì nếu đây là sự thật thì tôi thấy hết sức là nguy hiểm và đáng quan ngại. Dạ. Vậy sao vậy chị ạ? Vì tôi thấy anh Tài đã nói ở trên á, nếu tu mà không hiểu rõ được cái mục đích tu để làm gì thì quả báo sẽ rất là nặng nề, và tôi thì cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tài. Tôi cũng xin chứng minh như sau. Thì khi một người bắt đầu xuất gia vào chùa, cạo đầu rồi trở thành một cái vị tu hành, khi mà trở thành vị tu hành rồi thì sẽ được người đời kính nể và gọi mình bằng thầy. Thì từ đó cái vai diễn ảo về hình tướng của một vị thầy đó sẽ bắt đầu hình thành trong đầu của cái vị thầy ấy. Nghĩa là khi mà ra đường người ta gặp mình phải gọi bằng thầy. Nếu mà không gọi đúng thì sẽ thấy khó chịu. Thì từ đó bắt đầu xuất hiện chấp ngã, đồng nghĩa là cái bản ngã bắt đầu tăng lên. Rồi khi mà người ta hỏi thì phải trả lời. Mà làm thầy mà cái gì không biết được, nếu mà gặp người nào hỏi dễ thì trả lời được. Nếu gặp những người mà hỏi hóc búa, quá tầm của mình thì sao? Mà đã mang danh là thầy, nếu mà không biết đường trả lời thì thật là khó coi quá. Thì từ đó phải cố gắng tưởng tượng ra để mà trả lời. Mà đã tưởng tượng ra trả lời thì không thể nào đúng được. Thì từ đó bắt đầu xuất hiện nhân quả. Rồi nếu mà gặp người hỏi gay gắt hoặc là có thái độ bất lễ thì sao? Thì một là bực tức hoặc là sân hận, hai là chửi lại người hỏi. Bắt đầu đỏ từ đây. Thì tôi cũng xin nêu một cái ví dụ khác nữa, là khi một người xuất gia từ bỏ cái sự đời thế tục cũng như là cái công ăn chuyện làm, vào chùa để tu hành thì không còn tiền để mà xài nữa. Thì từ đó là phải nhận cúng dường của bá tánh để mà nuôi sống bản thân mình, còn gọi là đàn na tín thí. Thì vào thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật đi khất thực để xin ăn của những người trong làng thì Đức Phật chỉ nhận đủ cái lương thực sống trong một cái ngày đó và một ít quần áo đủ dùng. Hoàn toàn Đức Phật không có nhận tiền của người bố thí. Thì tuy nhiên á, khi mà nhận lương thực hoặc là quần áo rồi thì Đức Phật giảng lại cái bài pháp nào đó để mà trả lại cho cái người cúng dường đến Đức Phật. Thì điều này cho thấy Đức Phật đã thực hiện rất là đúng cái quy luật nhân quả giữa cái người cho và người nhận. Thì vì hơn ai hết á, Đức Phật biết rằng cái việc thọ nhận này nếu mà mình không biết cách hóa giải thì sẽ bị nhân quả rất là nặng nề. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật có dạy là nhận một hạt gạo của đàn na tín thí còn nặng hơn là cả núi Tu Di nữa. Điều này thì Đức Phật muốn cảnh tỉnh về nhân quả dành cho người xuất gia. Và cái câu chuyện người bắt rắn cũng là một cái lời răn đe trong chốn thiền môn. Thì tôi cũng xin trở lại câu chuyện của cái bài viết trên báo Giác Ngộ Online. Thì thực trạng có rất là nhiều vị thầy đã tốt nghiệp trường Phật học hiện nay lại không xác định được phương hướng, cũng như là không biết làm gì sau khi đã tốt nghiệp rồi, hoặc là lao vào để kiếm tiền như là một cái nghề. Thì thật sự đây là một điều đáng là quan ngại. Thì trách nhiệm ở đây á, theo tôi á, là do những cái vị đứng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là Ban Hoằng pháp Trung ương đã không định hướng cho họ ngay từ cái ban đầu, mà khi mà họ mới bước đầu vào cái trường Phật học. Thì cũng như là đã không nêu được cái lý tưởng cao quý của một người xuất gia chân chính. Thì thật là đáng buồn. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cái phần trả lời của chị ạ. Vậy theo anh Tài thì anh Tài đánh giá về cái bài viết cũng như là về thầy Thích Trung Hữu này như thế nào thưa anh? Xin lỗi, câu hỏi này có phải chị đang gài tôi hay không vậy? Dạ không đâu anh ạ. Chứ thật khó cho tôi quá. Tôi á thì chỉ là một cái cư sĩ thông thường. Dạ. Có lẽ thì cũng không đủ tư cách để đánh giá về các vị thầy tôn túc. Dạ. Câu này á, tôi nghĩ chị nên hỏi những vị thầy hoặc những vị tiến sĩ Phật học, hay những vị có chức vụ cao trong hàng giáo phẩm, thì có lẽ sẽ đánh giá chính xác hơn tôi.
Dạ vâng, anh nói thì cũng có lý đấy ạ. Nhưng mà tôi lại nghĩ là với cương vị của một người Phật tử chân chính đi tìm đạo và thực hành theo chánh pháp của Đức Phật á, thì đồng thời dưới góc độ của một người mà nhiều năm tu học và tìm hiểu nhiều kinh sách đạo Phật như anh, thì tôi nghĩ thì cũng có thể đánh giá được phần nào chứ anh. Thì xét cho cùng á, thì tôi cũng rất khâm phục và ngưỡng mộ thầy Thích Trung Hữu. Khi thầy đã có một cái bài viết rất hay và thiết thực như vậy, thầy đã không ngại nói lên cái sự thật nhằm chấn chỉnh lại những cái chưa được của Phật giáo nước nhà. Theo tôi thì chánh pháp ít nhất phải là như thế. Tôi thiết nghĩ ở đâu đó thì vẫn còn nhiều người mà muốn học chánh pháp của Đức Phật dạy như thầy Thích Trung Hữu. Đặc biệt hơn thì tôi cũng rất ấn tượng với câu kết của thầy ấy. Chúng ta bỏ cả cuộc đời của mình vào chùa không phải chỉ để chuyển từ bán hủ tiếu mặn sang bán hủ tiếu chay. Chúng ta đi tu không phải để đi tìm việc làm mà là đi tìm sự giác ngộ. Dạ vâng, vâng. À, đó là cái ý kiến cá nhân của anh Thành Tài. À, vậy một câu hỏi nữa chương trình muốn đặt ra đó là theo chị, dành cho chị Kim Tuyến, đó là theo chị thì mục đích của người đi tu là gì ạ? Thì tôi cũng xin hỏi lại chị là chị hỏi cái người đi tu vào cái thời gian nào ạ? Dạ, ngày xưa và cả ngày nay luôn á thưa chị. Ồ, tu theo đạo thì nghĩa nó rộng lắm. Ở đây thì tôi chỉ xin nói ở cái khía cạnh của cái đạo Phật mà thôi. Thì ngày xưa vào thời Đức Phật đi tu là để đạt tới cái sự giác ngộ, rồi từ đó mới biết cái con đường để mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, hay còn gọi là giải thoát. Thì cũng xin nói rõ hơn á, là ngày xưa người ta tu thì hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại. Có nghĩa là người ta chỉ chú trọng và muốn tìm hiểu cái con người thật bên trong của mình, chứ không phải là chạy theo những cái thứ hình bóng ảo bên ngoài. Còn ngày nay thì một số thầy tôi thấy đi xe siêu sang, khuyến khích xây những cái chùa to Phật lớn, mà thậm chí còn giác vàng nguyên cả cái chánh điện, rồi còn đem cả cái bình luận bóng đá, bình luận chính trị vào trong chùa nữa. Rồi một số thầy thì còn tổ chức đám cưới tại chùa, đem Đức Phật ra để mà làm bình phong, chứng minh cho cái cặp và vợ chồng phàm tục để làm đám cưới. Đã vậy đó ha, mà còn kêu gọi tất cả hơn 18.600 mấy chục ngôi chùa đồng loạt tổ chức các cái buổi lễ cưới hỏi sinh nhật tại chùa nữa. Thì tôi thấy sao mà nó trơ trẽn quá. Thì đặc biệt hơn á, có thầy lại còn đem cái bằng tiến sĩ Phật học ra để mà khè Đức Phật, đồng nghĩa là cái vị thầy này chê Đức Phật bù chữ, vì cái thời Đức Phật là chưa có chữ viết. Tôi cũng thua luôn. Rồi nữa, một số thầy thì tuổi đời nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng mà khi đụng chuyện rồi thì lòi ra tài sản kết xù 200-300 tỷ. Ghê gớm thật. Thì tôi tự hỏi là Đức Phật dạy đi tu là để buông bỏ tất cả, mà cớ sao ngày nay đệ tử của Đức Phật lại nắm nhiều đến thế? Thì nó có sách mách có chứng. Nhân đây tôi cũng xin trích đọc thêm một đoạn trong cái bài viết của cái vị thầy Thích Trung Hữu vừa đọc ở trên á, thì đăng trên báo Giác Ngộ Online ngày 4 tháng 7 năm 2020. Đặc biệt trong tiểu kinh Ví Dụ Lõi Cây thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về mục đích của người xuất gia, về cốt lõi của tu hành. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi và tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Trong đó lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng là cành lá, giới đức là vỏ ngoài, thiền định là vỏ trong.
tri kiến là giác cây và tâm giải thoát bất động là lõi cây. Đọc lại những lời dạy của Đức Phật, nhìn lại chúng ta ngày nay như thế nào, chúng ta đã đạt được hay có ý muốn đạt được lõi cây chưa? Chỉ e là ngay cả giác cây, vỏ trong vỏ ngoài cũng không có, mà chỉ có cành lá, tức là chỉ có lợi dưỡng, cung kính, danh vọng mà thôi. Chúng ta đạt được cái điều thấp nhất mà Đức Phật chê trách, ấy vậy mà không ít người khi có những điều đó lại rất là tự hào, rất hãnh diện. Chúng ta không biết hoặc đã quên đi cốt lõi của việc tu hành. Ngày nay chúng ta không khó bắt gặp những người chỉ mới làm được một số việc như từ thiện, thuyết pháp, dẫn chương trình, đưa tin tức Phật sự, tập hợp được một số tín đồ, được danh tiếng, cung kính, cúng dường, được cử làm chức vụ trong giáo hội, thì liền hoan hỷ, tự mãn, khen mình, chê người, rằng ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Rõ ràng chúng ta đã bám víu vào cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải từ bỏ. Dạ, vâng. Tóm lại thì tôi thấy một bộ phận không nhỏ quý thầy dường như là đã quên đi cái chánh pháp của Đức Phật mà chạy theo cái hình bóng ảo bên ngoài. Dạ vâng, thì theo như cái bài viết trên của thầy Thích Trung Hữu thì tu để đạt được cái tâm giải thoát bất động thì đó là cái cốt lõi. Thì theo thưa anh, thì theo anh Thành Tài thì tu để đạt được cái cao nhất là để đạt được cái gì anh hả? Theo tôi á, thì mỗi người tu rồi thì đạt được một kết quả nào đó. Cái đạt được á, gọi là cái thành tựu là hay chứng đắc ở một cái mức độ nào đó. Nhưng cuối cùng rồi á, thì tu cao nhất á, chỉ được cái không tu. Tu và đã đạt được cái không tu anh. Tôi nghe nó mâu thuẫn mà nó lạ quá nhỉ. Sao anh giải thích rõ hơn về vấn đề này không? Cũng không có gì lạ đâu chị. Theo tôi được biết, cái không tu này thì ngày xưa Đức Phật và các vị tổ cũng đã nói rồi. Chắc có lẽ là cách thời chúng ta lâu quá nên hai cái danh từ này ít ai biết được. Nếu mà có dịp nào đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn về cái không tu này. Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn anh. Thì hiện nay theo tôi được biết đó, là có rất nhiều nơi nói họ đang phổ biến chánh pháp của Đức Phật. Vậy thì theo anh thì hiện nay thì nơi nào mới chính là nơi đang phổ biến chánh pháp của Đức Phật ạ? Theo tôi thấy nơi nào mà dạy giác ngộ và giải thoát, dạ, thì có lẽ nơi đó nhiều khả năng là dạy chánh pháp của Đức Phật. Dạ, vâng. Do đó thì chúng ta nên tìm đến đó để học. Dạ. Thì một câu hỏi tiếp tục đặt ra đối với anh chị đó là hiện nay thì có rất là nhiều chùa tổ chức các chương trình như là cúng tụng, cầu xin lạy lục, xin xăm bói quẻ, cúng sao, giải hạn, vân vân. Thì họ làm như vậy thì nó có đúng với lại chánh pháp mà Đức Phật đã từng dạy không nhỉ? Xin hỏi chị Tuyến trước ạ. À, cái việc này thì chúng ta không thể trả lời đúng hay sai ở đây được. Vậy sao vậy chị ạ? Thì nếu mà hỏi tôi á, nếu mà tôi nói là sai á, nhưng mà người khác thấy đúng thì sao? Chẳng lẽ lại đi tranh cãi? Thì cho nên tôi mới nói là không thể là nói đúng hay sai trong cái việc này. Nhưng mà có một điều tôi lại khẳng định rằng những cái việc làm nêu trên là hoàn toàn không có trong đạo Phật mà là của những cái đạo khác. Dạ vâng. Xin hỏi tiếp một câu tiếp theo nữa là trong đạo Phật á, thì thường chúng ta thường hay nghe đến cái nói là ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì một vị Tăng như thế nào thì được xếp vào hàng tam bảo ạ? Xin mời anh Thành Tài ạ. Đây cũng là một câu hỏi khó cho tôi. Vì tôi chỉ là một cư sĩ thì cũng không đủ tư cách để nói về các vị Tăng. Tuy nhiên á, nếu mà bắt buộc phải trả lời thì tôi cũng xin mạn phép chia câu này làm hai vế như sau. Dạ vâng. Cái thứ nhất là tam bảo, còn thứ hai là tăng bảo. Dạ. Nếu mà nói về tam bảo á, thì nó có hai cái phần mà nghĩa bình thường và cái nghĩa sâu xa hơn. Ở đây á, thì tôi xin đề cập đến cái nghĩa thông thường là tam bảo.
đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, là tức là ba thứ quý giá của đạo Phật. Về Phật bảo thì hiện nay là không còn. Còn về Pháp bảo á, tức là cái chánh pháp của Đức Phật, thì hiện nay á, khó ai mà biết là nó đang ở đâu. Còn về Tăng bảo, đúng nghĩa là phải là thánh tăng. Theo tôi á, là tiêu chí của một vị thánh tăng là như sau. Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bản ngã lạnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem giác ngộ giải khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa chánh pháp xối tràn tắt ngay. Đó là tiêu chí của một vị thánh tăng mà theo tôi mới được xứng đáng được xếp vào hàng tăng bảo. Dạ vâng, nó rất là những cái câu kệ mà anh vừa đọc tôi thấy nó rất là thú vị. Cảm ơn anh Tà rất nhiều. Một câu hỏi mà tôi muốn đề, một câu hỏi cuối cùng tôi xin đặt ra cho cả hai anh chị luôn. Thì đạo Phật dưới góc nhìn khoa học của người học Phật á, thì phải hiểu như thế nào cho đúng ha? Xin mời chị Kim Tuyến. Dạ, vâng thưa chị, thì theo tôi hiện nay á, là đã là thế kỷ 21 rồi, đã là cái thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0 rồi, thì người tu cũng phải bắt kịp cái thời đại khoa học công nghệ, chứ không thể nào mà dùng cái đầu óc của thời kỳ đầu đồng để mà hiểu được. Chuyện đó là rất là xưa. Còn người tu hiện nay thì phải dùng đầu óc của cái thời kỳ nguyên tử và điện tử để học và hiểu. Tôi thì cũng đồng tình với ý kiến của chị Kim Tiến. Tôi cũng được xin tiếp lời như là chúng ta cũng còn nhớ câu nói khẳng định của giới khoa học vốn được xem là bất hủ, là văn minh tiến thì tôn giáo ắt sẽ lùi. Thì tôi cũng cho rằng cái giới khoa học khi tuyên bố câu này thì có cái lý của họ, chứ không phải là họ nói không. Vì nếu mà cái thời đại này mà mình đụng chuyện gì mà mình cứ lấy chuông mỏ gõ lóc cốc len keng để cầu xin quỳ lại các ngôi sao nào đó ở trên trời để giúp mình thì thôi là thua rồi. Họ chơi cười là cũng rất đúng. Tôi cho rằng nếu mà đạo Phật mình không chịu tiến bộ thì câu nói của giới khoa học là được xếp vào loại là chuẩn, không cần chỉnh là vậy. Cũng chưa hẳn đâu anh Tài. Thì theo tôi á, thì đạo Phật là một đạo rất là khoa học và thực tế. Thì tôi chấp tất cả bộ óc của các nhà khoa học hiện nay cộng lại thì cũng không bằng một cái phần nhỏ trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Sao chị Tuyến lại có thể khẳng định được như vậy thưa chị? Thì tôi thấy hiện bây giờ là các nhà khoa học hiện nay thì họ đang loay hoay tìm xem đâu là trái đất thứ hai để mà đưa con người lên trên đó. Hoặc là họ cũng đang ra sức để mà tìm cái sự sống trên các cái hành tinh như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì tôi không biết là đến ngày nào mà họ tìm ra cái kết quả được thì lúc đó không biết là tôi có còn sống hay không. Chứ riêng tôi thì tôi biết được Đức Phật có nói đến cái sự sống trong một cái hệ mặt trời hay còn gọi là tam giới từ cái hàng ngàn năm về trước rồi. Và cũng không chỉ là một hệ mặt trời mà nhà khoa học họ đang nghiên cứu, mà Đức Phật còn nói đến là có rất là hằng hà sa số cái mặt trời khác nữa trong cái vũ trụ này. Thì nhân đây tôi cũng xin đưa ra một cái so sánh nho nhỏ về cái sự giải thích giữa khoa học hiện đại và cái lời nói của Đức Phật cách đây hơn là 2.500 năm về trước. Thì cái câu hỏi đặt ra là vì sao vào ban đêm thì chúng ta thường thấy các cái ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, còn các cái hành tinh khác thì không? Thì theo giới khoa học hiện đại thì trong đó có các nhà khoa học của nước Việt Nam chúng ta cũng như là các nhà khoa học của Mỹ họ giải thích như thế này. Ánh sáng từ các ngôi sao này phát ra phải đi qua nhiều lớp của tầng khí quyển trái đất. Trong quá trình như vậy thì các tia sáng này bị khúc xạ nhiều lần và theo nhiều hướng ngẫu nhiên dẫn đến hiện tượng sao nhấp nháy. Còn ánh sáng từ hành tinh đến khí quyển dày hơn và khó bị thay đổi hơn là ánh sáng đến từ các ngôi sao. Kết quả là những ngôi sao thì nhấp nháy liên tục, còn hành tinh thì không thấy nhấp nháy.
Thì đó tôi vừa đọc đó là cũng là cái lý giải của các nhà khoa học. Vậy còn cái giải thích của Đức Phật thì như thế nào ạ, thưa chị? À, thì Đức Phật giải thích rất là đơn giản. Thì các ngôi sao đó thực chất á, là những cái hành tinh chứa đầy nước trên đó. Khi nước từ cái mặt trời chiếu vào các cái hành tinh ngôi sao đó thì nước nó sẽ phản xạ lại. À, do đó thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng lấp lánh đó thôi, thì cũng rất là đơn giản. Và muốn biết đúng hay sai á, thì mình thử mình làm một cái thí nghiệm mà bằng cách là vào ban đêm á, thì chúng ta mở cái đèn điện chiếu xuống mặt nước trên hồ. Thì khi mà dùng mắt quan sát hay là chúng ta dùng cái camera để mà ghi hình lại thì chúng ta sẽ thấy ánh sáng lấp lánh đó thôi. Thì cái này cũng rất là thực tế thôi và khoa học nữa. Thì đó là tôi mới nói đến những cái gì mà bằng vật chất mà giới khoa học họ đang quan sát được mà thôi. Còn những cái mà họ không quan sát á, cũng như là họ đang tạm dùng cái từ là vật chất tối, thì tức là những cái vật chất mà chưa phát hiện ra, thì Đức Phật đã có đề cập hơn là 2.500 năm về trước rồi. Mà nhắc đến đây thì tôi cũng chợt nhớ đến hình ảnh mà Đức Phật có nói là nắm lá trong tay Đức Phật và số lá trong rừng. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta hiểu biết được bao gồm giới khoa học thì được ví như là cái nắm lá trong tay của Đức Phật, còn những cái gì mà Đức Phật biết được thì ví như là cái lá trong cái khu rừng, thì từ đó mới thấy rằng trí tuệ siêu việt của Đức Phật biết dường nào. Mà khoa học ngày nay thì họ chỉ kiểm chứng được một cái phần nhỏ lời dạy của Đức Phật mà thôi, thì đơn giản vì chúng ta dùng nhục nhãn để mà quan sát, còn Đức Phật thì ngài dùng Phật nhãn để mà thấy. Dạ vâng, thật quả là một kiến thức rất là mới lạ và rất là thú vị á, mà tôi vừa mới được biết đó chị. Thì đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi ạ. Thì chương trình cũng xin cảm ơn anh Thành Tài và chị Kim Tuyến đây đã nhận lời mời tham dự chương trình đầu tiên của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ, vì những kiến thức mà bổ ích và không kém phần sâu lắng mà anh chị đã mang đến cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, khoa học thực tế và tuyệt vời là những gì mà chúng tôi có nghe thấy về cụm từ tinh hoa của đạo Phật trước kia. Thế nhưng, như bài viết của thầy Thích Trung Hữu đăng trên báo Giác Ngộ Online ngày 4 tháng 7 năm 2020 nêu thực trạng hình ảnh của một số người xuất gia hiện nay sau khi tốt nghiệp trường lớp Phật học. Người thì mất phương hướng, người thì bị thất nghiệp, hoặc người thì lo chạy đi kiếm tiền, vân vân, mà quên đi lý tưởng cao quý nhất của việc xuất gia đúng nghĩa, khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn và lo lắng. Kết lại chương trình, chúng tôi xin mượn lại câu nói của thầy Thích Trung Hữu như một nỗi niềm còn đọng lại. Chúng ta bỏ cả cuộc đời của mình vào chùa ở không phải chỉ để chuyển từ bán hủ tiếu mặn sang bán hủ tiếu chay. Chúng ta đi tu không phải là đi tìm việc làm, mà là đi tìm sự giác ngộ. Vâng, thông qua chủ đề này, chúng tôi, những người làm chương trình Sự Thật Online, mong muốn chánh pháp đạo Phật hãy luôn còn là hình ảnh của chính mình như trước kia, chứ không phải chỉ là để là nét đẹp của những trang giấy, hoặc giả chăng chỉ còn là cái bóng để rồi khuất dần rồi liệm tắt. Kính thưa quý vị, chương trình xin ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến của mọi người từ nhiều góc độ khác nhau để mong muốn sao cho chương trình ngày được tốt đẹp hơn, không nằm ngoài mục đích là lấy lại hình ảnh của một chánh pháp đạo Phật ngày xưa vốn đã bị mai một sau hơn 25 thế kỷ. Mọi thư từ và đóng góp ý kiến xin được gửi qua địa chỉ email sự thật online 2020@gmail.com hoặc qua trang Facebook chính thức của chương trình facebook.com/suythotonline hoặc qua kênh YouTube youtube.com/suythotonline. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.